Tôi tên là Trang Phạm. My name is Trang Phạm and I am a kitchen specialist and designer. Cái kitchen là một cái nơi quan trọng đối với mọi người và cũng giống như đối với mọi gia đình. Tại vì nơi đó là cái nơi mà family gathering, chúng ta hội họp, tụ tập và cũng giống như là có những cái buổi ăn tối thân mật. Và ngày hôm nay thì đặc biệt dành cho những người, dành cho những bạn mà đang remodel hoặc là muốn remodel cái kitchen của mình. And hopefully là những cái này sẽ giúp cho bạn có những cái ideas the kitchen remodeling. Có rất là nhiều lý do để mà bạn remodel lại cái kitchen của mình, cũng giống như là bạn tu sửa hay là thiết kế lại cái nhà bếp của mình. Có thể là bạn mới mua một cái căn nhà mới nhưng mà bạn lại không có thích cái thiết kế của cái kitchen và căn nhà đó, cũng giống như là bạn không có thích cái màu tủ hay là không có thích cái countertop hay là bạn muốn upgrade mấy cái appliances của mình, và bạn có một căn nhà và bạn muốn cho mướn căn nhà đó, you want to rent out your house and bạn muốn upgrade lại cái kitchen của mình, thì đó cũng là một lý do để mà bạn remodel lại cái kitchen của mình. Well, especially for those who are thinking of selling your home, your house, what is the first thing you want to invest on? Well, the area that you want to invest on is the kitchen, pretty much, because you want to upgrade your kitchen just a little bit so that the home buyer will have a good impression on your kitchen. Đầu tiên là bạn choose your appliances, chọn ra những cái tủ lạnh hoặc là cái bếp mà bạn thích, microwave, cái máy rửa chén dishwasher, cái hood, cái loại microwave hood hay là cái loại hood thường. Second là chọn ra cái loại gỗ cho cái tủ mà bạn. Ba là chọn ra loại countertop. Countertop thì nó có laminate, solid surface, quartz và granite, và nó cũng có thêm những cái loại recycled paper stone rất là nhiều. When you're ready, it's time to measure your kitchen. And then you want to make an appointment with a kitchen designer. Có nhiều công ty hoặc là cửa hàng thì bạn chỉ cần walk in thôi, bạn tới đó và bạn đưa cái measure, mấy cái measurement của bạn về cái kitchen á, bạn đưa cho họ thì họ sẽ design ra và họ bỏ cabinet nên họ sẽ cho bạn thấy cái design của cái kitchen của mình. Có một số chỗ thì bạn phải lấy hẹn, thì bạn sẽ lấy hẹn thì bạn mới muốn biết là coi nó họ có chặt tiền bạn hay là it's free. Cái budget nó thì nó tùy theo cái khả năng, cũng giống như là cái nhu cầu mà bạn sửa chữa lại cái kitchen của bạn. Ví dụ như bạn remodel lại để mà bạn cho mướn cái căn nhà của bạn, thì khi mà bạn cho mướn á, thì bạn không có muốn mua một cái tủ hoặc là bỏ một số tiền quá lớn vào một căn nhà để mà cho mướn. Thường những người mướn nhà họ cũng không có giữ cái kitchen của mình tốt bằng như là mình giữ cái kitchen của mình. Còn nếu như mà bạn remodel cái kitchen của mình lại để mà bạn bán căn nhà này, thì cái điều mà bạn nên chú trọng đó là cái bề ngoài của cái kitchen. Bạn không có muốn bỏ tiền vô những cái giống như cái chất lượng nhiều quá. Well, a kitchen remodel takes from 2 months all the way to 6 months or even a year. Cái kitchen remodel nó có thể từ 2 tháng tới 1 năm. Và tùy cái đó là tùy theo như cái the size of your project. Coi cái remodel của bạn là lớn hay nhỏ, bạn chỉ có change out cái cabinet hay là bạn còn có làm countertop, bạn còn làm cái floor, bạn còn đục cái tường ra, expand your kitchen or not. Và nó cũng phụ thuộc vào cái hãng mà bạn mua cái cabinet, là tại vì có nhiều hãng thì chỉ 2 tuần mà có nhiều hãng có thể tới 2 tháng. Có thể bạn sẽ không có cái nhà bếp và cũng không nấu được and trong vòng 2 tháng hoặc lâu hơn nữa. Nhưng mà sau những cái thời gian, những ngày chờ đợi và những ngày vui, buồn hoặc bực mình về cái kitchen remodel của mình á,
Thì Trang hy vọng là bạn sẽ có một cái kitchen, khi mà cái kitchen của bạn hoàn thành thì bạn sẽ có một cái kitchen vừa đẹp, vừa an toàn và cũng giống như đầy đủ tiện nghi để giúp cho bạn nấu những món ăn mà mình yêu thích với gia đình của mình.